Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy Kawasaki. Cái này nó có tên là TJ27 nha các bạn. Cái này hiện nay là nó rất khét tiếng trên thị trường đó các bạn. Cắt dừa mạnh mẽ, độ bền cực kỳ cao luôn. Cắt rất là mạnh mẽ, độ bền cao. Đặc biệt là nó có nhiều cái rất là hiện đại các bạn. Chế quạt khí xài thì cái chế quạt khí của nó, đặc biệt của dòng Kawasaki, nó thiết kế riêng cho cái máy Kawasaki này nha. Rất là dễ xài. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, da bơm không bao giờ bị chai. Da bơm không bao giờ bị chai. Nó chế rất là hiện đại luôn. E tự động nha các bạn. E tự động. E tự động đây mình bấm vào. Khi mình lên ga tự động nó búng ra. E tự động. Chụp giật trợ lực nha các bạn. Có hệ thống xả áp tự động. Khởi động rất là dễ. Dòng Kawasaki TJ27 này rất là nổi tiếng trên thị trường các bạn, rất là nổi tiếng. TJ27 nó có sở hữu một cái bê tông là 34 ly nha các bạn. 34 ly 27cc chạy rất là dữ. So với các máy 34 ly thì nó chạy ăn chùm luôn các bạn. So với các dòng 34 ly thì nó chạy ăn chùm luôn. Đó là của Kawasaki TJ27 nha các bạn. Rất là nổi tiếng luôn. Đặc biệt chế quạt khí của nó không biết chai da bơm nha các bạn. Da bơm của nó rất là đặc biệt. Không bị quá chất làm biến dạng nha các bạn. Độ chạy cái độ ổn định rất là cao và ít ăn xăng, rất là tiết kiệm xăng luôn các bạn. Chế quạt khí thuộc loại chế quạt khí tự động nha các bạn. Chế quạt khí thuộc loại chế quạt khí tự động, chỉ có cây kim chỉnh tốc độ thấp ở đây thôi. Và nó chạy cây tốc độ cao nó cố định bằng một cái lỗ đót do nhà ấn định sẵn nha các bạn. Đường kính lỗ đót đó do nhà chế tạo ấn định sẵn. Các bạn xem kỹ cái chế quạt khí của nó rất là đặc biệt, chạy cực kỳ bền luôn. TJ27 thì xài hết ý các bạn. Made in Japan nha. Các bạn nếu các bạn nào chưa biết về cái dòng này thì trải nghiệm thử một lần là biết. Rất là bền và rất là êm, rất là tiết kiệm xăng và đặc biệt là rất là mạnh. Made in Japan nha. Các bạn có thể chụp hình lại và phóng to ra nha. Để xem. Nó hội đủ các điều kiện để cái máy có độ bền cao các bạn. Tùm rời ha. Rồi rất là đẹp luôn. Nó rất là kỹ lưỡng nha. Nó là một cái lò xo đây để kèm cái dây ga của nó các bạn. Máy còn rất là mới các bạn xem. Rất là đẹp luôn. Bạn quan sát nòng nè, buji nữa nè các bạn. Mình tinh luôn.
Bô có lưỡi lọc nha các bạn, bô có lưỡi lọc tiếng nổ rất là trầm ấm. Cái các dòng máy có lưỡi lọc thì cái decibel của nó rất là thấp các bạn, làm cho mình không bị chát tai các bạn, bảo vệ cái màng nhĩ của mình rất là hữu hiệu. Các dòng máy mà bô có lưỡi lọc đó các bạn, tiếng nổ nó không còn chát tai như là các dòng bô thông nha các bạn. Nó nổ vẫn lớn nhưng mà cái độ decibel nó giảm xuống các bạn, độ ồn giảm xuống. Và đặc biệt dòng này là có lưỡi lọc nha. Tem ôm on off đó các bạn, tem 7 màu luôn. Công tắc on off đây. On nè, off nha. Đây, các bạn nhìn xem TC27 ha. Dòng Kawasaki. Tùm của nó các bạn. Xài siêu bền luôn các bạn. Máy, một con máy rất là hoàn hảo, không có tì vít nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Này đem hông nè các bạn, đem hông rất là êm. Ốp đẹp, hông này rất là êm nha. Dây đeo của nó nè. Dòng Kawasaki TG27 rất là đã luôn. Máy còn rất là mới các bạn. Các bạn xem cần láp của nó nè. Các số liệu, các thông số kỹ thuật in rất là rõ luôn. Chẳng có zin của nó luôn các bạn. Cùi của nó to đùng luôn. Cùi của nó, cái dòng máy này cái cùi nó rất là to luôn. Rất là to luôn nha. Độ bền siêu đẳng luôn. Có chống dính cỏ bằng kim loại nè các bạn. Rất là bền. Tăng độ bền rất là dữ luôn. Chống dính cỏ bằng kim loại. Ở dưới này chống mài mòn. Chống mài mòn rất là chắc luôn các bạn. Dưới chống mài mòn này cực kỳ bền luôn. Rất là êm luôn. Nói chung con máy này là tuyệt vời các bạn. Các bạn nhìn xem. Các bạn trải nghiệm thử một cái máy rồi các bạn nhớ hoài luôn. Kawasaki TG27 là nó là hạng nhất trong dòng Kawasaki cái phân khúc 34 ly đó các bạn, hạng nhất luôn. Cái tầm có 34 ly là nó đứng chùm. Tại giờ để mình test thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Bơm xăng đóng e, mở công tắc lên ga. Cái này nó đã lên xăng sẵn hết rồi các bạn. Khẽ giật là nó nổ thôi. Mình giật cho các bạn xem. Rất là trầm ấm êm nha các bạn, êm cực kỳ luôn, rất là êm luôn.
là tốt các bạn. Bún bò rất là ngon luôn. Các bạn thấy không? Quá êm luôn các bạn. Rất là êm luôn. Tua là nổ các bạn. Bạn nhìn xem, quan sát xem cái bô nó có lưới lọc này các bạn. Bô có lưới lọc. Mình không lấy nét được. Bô có lưới lọc cho nên cái tiếng nổ nó rất là ít có chát tai nha các bạn. Không có chát tai. Này công tắc on off nhớ mở lên nha các bạn. Không mở lên là nó không nổ. Đóng công tắc là việc không nổ. Cái công tắc on off mình nhớ mình tắt xong rồi mình mở lên liền nha các bạn. Tắt xong rồi mở lên liền để không thay giật nó không có nổ. Mình vừa nói xong là mình lại quên, mở lên giật nó mới nổ nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TJ27 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.